ngay trở lại thành công của đội trưởng Bùi Tấn Trường. Niềm vui dành cho cầu thủ này. Và bên cạnh Bùi Tấn Trường cũng đã bù giờ cuối cùng của hiệp 3 trận đấu này. Quang Hải Hoàng Vũ sắp dứt, không vào. Tấn Trường đã chơi xuất sắc. Rồi đến ở phút đá bù giờ cuối cùng với một pha móc bóng cực đẹp của Hoàng Vũ Sam Sơn. Lỗi việt vị của Tấn Tài. Không còn nhiều thời gian nữa, Hùng Dũng. Hoàng Vũ Sam Sơn, không vào. Những đội dành cho câu lạc bộ đá Hà Nội. Đội cuối cùng được dành cho Hoàng Vũ Sam Sơn. Nhưng anh không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ môn Tấn Trường. Hãy cùng xem lại tiếng này. Và như vậy là một lần nữa câu lạc bộ Hà Nội không có duyên. Thành Lương, Oseni đập nhả tay. Rồi dành cho câu lạc bộ Hà Nội, không vào. Và ta xuống và dứt điểm từ góc hẹp của Đoàn Văn Hậu. Đó là một tình huống mà thủ môn Bùi Tấn Trường đã băng giá hết sức kịp thời. Và phối hợp giữa bộ ba Oseni, Thành Lương và Đoàn Văn Hậu. Cú đẩy bóng cuối cùng của Đoàn Văn Hậu là hơi dài và nó tạo điều kiện để thủ môn Bùi Tấn Trường. Kết quả này vẫn đang là lợi thế dành cho đội quân của huấn luyện viên Trần Minh Chiến. Đang có một khởi đầu khá tốt ở trong trận đấu bán kết lượt về này, nhưng cũng có một mối lo, những tình huống tranh chấp quyết liệt liên tục diễn ra và cho tới thời này đã có tới 3 pha bóng. Không được. Đoàn Văn Hậu, cú sút từ rất xa, bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Bùi Tấn Trường. Đó là một quyết định khá quyết đoán của Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu là hậu vệ ghi được nhiều bàn thắng nhất tại V-League 2018, 5 bàn thắng, và đó đều là những tướng đánh đầu. Khu vực sân nhà của câu lạc bộ BKMX Bình Dương đang trở nên vô cùng chật chội. Moses. Lỗi thuộc về Hoàng Vũ Sam Sơn. Nóng vội và có phần mất bình tĩnh của Văn Quyết đã khiến cho anh phải nhận một chiếc thẻ vàng. Quá nhiều những cầu thủ của đội khách đang rơi vào trạng thái có thể nói là không thể trách ai ngoài cách là trách chính bản thân mình. Họ đã chơi có phần chủ quan ở trong trận đấu lượt đi để cho đối thủ có kết quả hòa 3 đều và có được thế chủ động hơn khi bước vào trận đấu bán kết lượt về này. Và nếu xét về mặt thực tế những gì đã diễn ra trên sân kể từ đầu trận thì BKMX Bình Dương cũng đã tuân. Không vào. Bùi Tấn Trường đã đổ người đúng vị trí của Hà Tiểu Tứ Nguyên. Không được. Dưới của Bùi Tấn Trường sạch sau 9 phút. Và kết thúc trận đấu này, BKMX Bình Dương đã giành chiến thắng với tỷ số 5-0. Ngay trở lại thành công của đội trưởng Bùi Tấn Trường, niềm vui dành cho cầu thủ này. Và bên cạnh Bùi Tấn Trường, sân 19-8, Lý Hà Giang tỷ số 2-1. HLC Thanh Hóa cũng đang duy trì rất nguy hiểm. Có bàn thắng không? Không vào. Đinh Văn Trường đối mặt với Tấn Trường. Nhưng Văn Trường đã không thể thắng được Tấn Trường trong tình huống vừa rồi. Tình huống giả xếp tấn công rất hay. Tình huống chuyển bóng của Ngọc Nam của đội mới vào sân là rất thuận lợi. Tôi không hiểu sao Văn Trường không thực hiện cú sút bóng trong tình huống vừa rồi. Cú nào tốt hơn dành cho Cần Thơ hơn là pha đá phạt đền trong tình huống vừa rồi?
Quang Tây. Nguyễn Hiếu Trung Anh. Pha số 6 đó là Lê Ngọc Bảo. Pha đi bóng rất khéo của Quang Tình qua hai cầu thủ của BK Bắc Bình Dương. Sau đó anh tạo điều kiện rất tốt dành cho Ngọc Bảo. Sân trơn khiến cho trụ của Ngọc Bảo không tốt. Và cú dứt điểm của tiền vệ này, bóng đã ăn quá nhiều ra má ngoài. Và bây giờ thì Cần Thơ sẽ có sự thay đổi người đầu tiên. Nguyễn Hiếu Trung Anh đã được rút ra khỏi sân. Và người vào sân là Trần Thanh Long. Nguy hiểm! Đọc vào! Pha cứu thua quá tốt của thủ môn Bùi Tấn Trường. Và có lẽ tác giả của cú đánh đầu vừa rồi là Ribario. Đúng như vậy. Một cú đánh đầu căng khá khó của Ribario. Nhưng thủ môn Bùi Tấn Trường vẫn kịp thời phá ra. Cơ hội đối mặt. Bùi Tấn Trường đã bắn xa để em không rút một quả bóng. Đó là rồi dành cho Lê Văn Thắng. Này rất hay của Tấn Trường Mapo mà. Bóng là Đình Bảo, xuất bóng. Bóng chạm đúng vào người đồng đội của mình. Đó là Lương Hoàng Nam. Bàn ăn. Không được. F3D. Đó là tiếng dứt điểm rất nguy hiểm. Cú đá tốt nhất của Jose Bade kể từ đầu trận. Bóng đi vào góc tương đối khó. Đó là một cú phản xạ tốt của Bùi Tấn Trường. Goal! Đó là dứt điểm. Thêm một tiếng dứt điểm nữa nhưng không thể vượt qua đôi tay của Bùi Tấn Trường. Hai cú dứt điểm liên tiếp của Hoài Dương. Áp lực đang được gia tăng. Và phối hợp rất tốt. Độ chuẩn xác. Xuất hiện nhiều hơn những cú phản ứng chạm miếng từ cầu thủ hai bên. Đường chuyền của Lưu Hoàng Nam. Rất nguy hiểm. Chiều cao của Bùi Tấn Trường vẫn giúp cho anh có khả năng kiểm soát tốt. Tăng trong vòng 16m50.